Chào con. Bye bye. Kịp chăn đi. Anh ơi, anh ở đây làm gì vậy? Anh qua đây, anh ở về gần tôi nhé. Anh có làm gì đâu mà. Anh đi ra. Anh ngó về gần tôi nhé, còn được anh ấy. Anh đi ra. Anh đi ra. Tôi đợi anh. Anh đi ra, chồng tôi đi chợ sắp về. Anh đi ra. Anh đi ra. Anh làm gì đâu mà. Em đi ra đi.
have a pork tail hard in my. Kịp chân lên. Em được thiệt thì nha. Cái ta đuổi chứ. Còn nên bảo tài gì giáo hơn. Vâng, chăm phòng này hoa thì chỉ để tao nói gì thì chỉ để tao nói. Anh là ai? Anh vào đây làm gì ấy? Anh đi qua đây. Anh ngó về gần tôi nhé. Anh không làm gì đâu mà. Anh đi ra. Em vào đây đánh anh ấy. Anh ngó về gần tôi còn đực anh ấy. Anh đi ra. Anh không làm gì đâu mà. Anh đi ra. Vừa đây anh. Anh đi ra chồng tôi đi chợ thấp về anh đi ra. Anh đi sờ gì? Chồng em anh đi chưa ra. Về bây giờ còn sớm thì chồng mới về được đó. Anh đi ra. Anh đi ra. Anh không làm gì đâu mà. Em đi ra đi. Okay.
Đi về, đi làm. Cô không về đấy. Em có làm gì em đâu, em làm gì. Em đi về. Tôi đang đi em. Anh đi về. Em ở cửa đang đi. Anh đi ra. Em có làm gì đâu. Cô không về đấy. Chồng em đang về đâu, chồng em thích, chồng em đi đâu. Mọi người chồng tôi đi chợ sao về đấy. Anh đi về. Chờ đã sang chợ đây em. Anh đi về. Em cứ mở cửa ra em, anh vào anh có làm gì em đâu. Anh đi về. Em khó tính gì nhỉ. Anh đi về, chồng tôi sắp về rồi. Anh đi về. Thôi, cho anh vào đi. Chồng tôi về, chồng tôi đánh ấy. Sợ rồi mà, sợ chồng như em. Anh đi về. Có anh đây em sợ chồng. Chồng tôi sắp về rồi ấy. Em cứ mở cửa ra cho anh vào đi. Báo công an đấy. Anh đi về. Anh không muốn lên cửa thì anh về. Tôi bắt anh lên phường đấy. Cho anh vào một tí em. Anh đi về. Cửa ra đi cho anh vào một chút. Anh đi về. Cửa ra đi em. Tôi bảo anh đi về. Anh có làm gì em đâu. Em ơi, mở cửa cho anh vào một tí. Tôi đã bảo anh về. Anh không làm gì em đâu mà. Anh đi về. Cô ơi, mở cửa cho chú vào tí. Đâu, anh đi về. Anh không làm gì em đâu. Anh không làm gì em đâu mà. Em mở cửa cho anh vào một tí. Anh gì? Anh thề anh không làm gì luôn. Mở cửa ra anh em nói chuyện tí thôi. Anh đi về. Về nhà đi. Về rồi. Cho anh vào một tí. Không. Anh để văn mạch. Tôi không cho anh vào đâu. Tôi có mình thở ở nhà với con tôi ở nhà. Tôi không cho anh vào không. Cửa ra đi em. Nhà đi. Thằng kia làm gì đấy? Bắn được ngày mà bạn làm gì đấy? Láo nhỉ? Đúng rồi. Anh hiểu không? Tàu gì à?
Thôi mẹ. Con đi sao? Hả? Sao? Có hiểu? Đi ra toàn tay rồi. Đi hoa. Đi làm cốt tàu lên nhìn đi hoa tay đi. Tôm đi thiếu phải lấy cho con chiếc cành. Mẹ bị này, bị này. Con bị sao? Đi xuống tiệm một đi, lấy cho con ăn nhé. Mẹ có đánh con không? Có đánh con không? Hơi tàn cái tay, anh nhìn láo kìa. Gì kia tay? Anh đánh không có bóc cho nhá. Không đánh à? Uống nước không? Con uống nước sữa đi. Uống nước không? Bóc kẹp ra nhá. Uống sữa chưa? Uống đi. Ăn bánh không? Ăn một tí gì? Ăn cái này mới ngon chứ. Ăn đi mi bánh.